sản phẩm mang đến nét đẹp phóng khoáng và hoành tráng. Hệ thống cột kèo và những lá buồm được tái hiện y như thật, tỷ lệ khoa học. Trong đó, tất cả các cánh buồm đều đón gió, vươn mình mạnh mẽ. Điều đó chứng tỏ thời tiết thuận lợi, tạo nền tảng tốt cho hành trình vượt biển khơi. Đây là một hình ảnh đẹp và sâu sắc trong phong thủy. Nó gửi gắm thông điệp cho một chuyến đi bình an, nhiều may mắn. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.